Chào bạn, hôm nay thì mình xin được giúp các bạn làm một chiếc mạch đều tốc công suất cũng khá là lớn. Nếu mà chạy ổn định thì nó được trong tầm cái vòng 5A đấy, thì chạy lâu dài ngày hay 24 trên 24 nói chung là được hết. Chan nó chỉ ở bình thường thôi. Còn chạy cái dòng từ 7A đến 15A trở lên á thì cái chan này, mấy cái chan công suất này nó hơi nóng, phải sử dụng cái tấm tản nhiệt to hơn và dày hơn nhá. Đây tấm tản nhiệt của mình là quá mỏng rồi. Đấy, chạy được cả 75 luôn, chơi cả 75 luôn. 15A. Thế anh em mà lắp thêm nhiều chan nữa thì dòng tải của nó thì cực kỳ chiếm hết. Đây, ở đây sử dụng cái con ICLM317 này. Bây giờ thì cũng chính là cái mạch trước anh mình hướng dẫn anh em làm, nhưng mà cái mạch này với con này nó chả có tác dụng, chả phải tải cả, nó chỉ kích tín hiệu vào cái chân B để cho cái ba con công suất hoạt động thôi. Con này chỉ ngồi chơi, ngồi chỉ đạo thôi nhá, nên là chả phải tản nhiệt đâu. Bây giờ thì mình xin được các bạn làm. Đầu tiên thì anh em còn chuẩn bị cho mình ba con transistor D718 như này, thì hai con này của mình gặp ra vào quá nhiều lần nên là nó bị gãy rồi. Cái chân E nó bị ngắn tún và mỗi con này thôi. Thì mình lắp song song vào đây nhá. Đây, bây giờ mình sẽ nối song song với nhau là con cái cực cái chân giữa của nó chính là cái chân C này. Nó chính là trùng với cái nắp lưng này nhá, nó thông với nắp lưng nữa. Nên là mình vít cái tấm này coi như mình đã nối ba cái chân giữa với nhau rồi, tí nữa mình sẽ không nối nữa. Anh em gắn vào đây không một tấm không cần mình cách điện. Tiếp theo làm con chiết áp 5K. Đấy, 5K này mình lắp sắt cái núm rồi. Cuối cùng là một con ICLM317 này, con này chuyên điều chỉnh điện áp này. Và một con điện trở 220V. Thì về cái mạch này mình chỉ thích hợp cho con này kích cho con này kích cho ban kia chạy, chứ con này không cần hoạt động gì cả. Con này hoạt động nói chung là kiểu là hoạt động nó không phải nóng gì, mát lẹ mà không cần tản nhiệt cho này cũng được. Về cái sơ đồ của nó thì khá đơn giản thôi. Đây đây chiết áp thì âm của nó chung chung với nhau nhá. Âm của tải và nguồn chung với nhau và vào âm vào chung với hai cái chân của chiếc áp này luôn. Đây này. Bỏ cái phần này ra thì bỏ cái phần D78 ra nhá. Thì cái phần trước này chính là cái mạch điều chỉnh bằng ICLM317 này. Cái đầu giữa này chính là đầu out nó này. Đấy, out ra thẳng ra tải luôn nên là con này hoạt động rất là nóng. Nhưng bây giờ nó chỉ out ra đây để nó kích vào cái chân B của con D78 này. Thay đổi cái tín hiệu vào để thay đổi cái điện áp đầu ra ở chân C của nó thôi. Đây, cái đầu ra đây. Thì bình thường chân E nó sẽ được cấp nguồn âm vào đầu ra chân C, bây chúng ta cấp ngược lại dương ở đây và đầu ra chân A ở đây âm chung. Nguyên lý khá đơn giản thôi. Anh em thể lắp nhiều con D718 song song với nhau để nó có thêm công suất nhé. Bây giờ mình bắt đầu hàn mạch. Bây giờ mình sẽ lấy cái tấm này này, tấm cách điện này mình cho vào đây nhá. Bởi vì ấy, cái cực giữa con này này không để chung với cái cực giữa của con này được. Nên mình phải cách điện để mình vít đây nhìn cho gọn. Anh em nhớ nếu mà gắn chung một tấm tản nhiệt thì nhớ cách điện nhá. Con LM377 này không chung đụng với cái bọn kia được đâu. Đây mình sẽ vít cái dây rít này vào là được. Mình không kiếm được cái ốc và có cái bút lông kia là mình phải chơi cả này. Thì mình sẽ đấu cái phần cấp điện áp này, âm chung này,
Thì hai dây đen thì mình sẽ cấp là âm chung nhá. Hai dây đen là hai dây âm. Cái cực này này sẽ là một cực dương vào này. Dương vào thì nó sẽ chung với cái chân chân E, không phải chân E. Nhầm chân E này là chân điện áp gian nhầm. Dương vào nó lại là chân C nhá. Chân thứ hai này này cũng chính là chung với cái chân thứ ba của con ICLM317. Mình sẽ nối vào đây. Chân C này chính là cái cực nó đang nối thông với tấm tản nhiệt này nhá. Anh em cẩn thận, không là chạm chập cái đầu gì vào cái này là nó sẽ chập vào cực lưng của con này và chúng chính là chân của con này và con này. Rồi đây là tín hiệu vào này. Ra là cái chân E này. Là chân thứ ba này. Chính là cái chân này là mình nối này đấy, chính là chân này luôn. Rồi vậy là xong rồi nhé. Nhìn khá hầm hố và nhỏ gọn nữa. Bây giờ thử test nào. Mình hứa với anh em là cái mạch này rất là khỏe luôn. Nó phải chơi được tầm từ 10 đến 15A. Lắp thêm tràn thì nó càng khỏe. Bây giờ thử đã con motor 550 à 555 mà cái mạch điều chỉnh điện áp bằng ICLM317 trước mà nó chưa thể nào chơi được. Lắp phát xuống còn 0,7V đấy, xe mạch này nhá, mình đảm bảo tải ngon luôn. Tiếp tục mình sẽ sử dụng cục ắc quy này. Ắc quy này còn rất là mạnh. Anh em nhìn này. Úi trời. Chập phát mà choét hết cả mấy cái đầu này luôn này. Dỉ hết thôi. Không hề kinh tinh nữa. Đây, đầu vào thì nó sẽ có cái chân C này này, chân thứ hai, hai của chân thứ tư, âm này, dương này. Bây giờ mình cho con này vào nhá. Anh em thấy gì chưa? Bây giờ lại cho cái đúng chiều này. Anh em thấy bá đạo không? Anh em để ý tốc độ của motor nhá. Đây là nó vẫn quay này, nghe hay chậm này. Để mình vẫn chế đa này. Rồi, quá chấm hết luôn. Thì về cái phần công suất nó chỉ nóng ba con này thôi nhá. Đây bắt đầu hơi ấm ấm rồi. Chả nóng mấy đâu. Còn con này thì nó chả nóng cái gì cả bởi vì nó chỉ làm nhiệm vụ kích cái tín hiệu trong này chứ nó không phải tải đâu. Kích tín hiệu và cho ba này hoạt động chứ con này chẳng phải tải gì cả. Nhưng cũng không cần tầm nhiệt lắm. Mình vip đây thôi. Bây mình sẽ lấy con 775 nhá. Con 550 thì thôi chiến xong rồi. Con này bị loại khỏi vòng gửi xe. Lấy cái rách này cấp cho cái máy khoan 775 của mình. Nhiều lúc mà cần cái giảm tốc độ đi lại phải lắp vào cái nguồn xung. Bây giờ lúc mất điện dùng cái này để điều chỉnh điện áp cũng được. Điều chỉnh điện áp này. Anh em nhìn cái độ sáng của đèn báo của mình nó đã tiếp theo. Đấy, đấy, phê 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 cho. Cái đèn đỏ này là đang đúng chiều khoan này. Đây ngược chiều khoan này. Máy khoan này là sử dụng motor 775 nhá. Mình đã hướng dẫn các bạn là làm một video rồi bây mình sơn lại thôi. Các bạn nghe tiếng tạch tạch không? Ở trong này mình đang sử dụng cái công tắc một dưa le nhé. Mình cũng hướng dẫn các bạn nốt rồi. Rồi cái đồ hướng dẫn rồi rồi. Mình rất hay đã áp dụng mình vào đời sống nhé. Chỉnh về không luôn. Đèn không sáng nữa. Cái mạch này nó chỉnh tầm 0,5V nhé. Với cái chiết áp 5K này. Thế mình đo. Điều chỉnh cả 775 luôn nha. Đấy, anh em thấy cái mạch này phê chưa? Thực sự nó chả nóng mấy đâu. Anh em làm mạch này thì bắt buộc phải gắn tản nhiệt vào. Bởi vì khi mà tải nặng ba con công suất này cũng khá là nóng. Còn cái con LM317 này không thích gắn tản nhiệt thì thôi. À, bây giờ tại trang đồ nhiệt tí nào. Điện trợ thuần đấy, không phải điện trợ cảm như kia nữa. Bây giờ thì mình thử lấy cái đoạn dây may so này cho vào. Rồi.
mạch này áp dụng rất là nhiều đây, tha hồ mà thử vọc vạch. Đậu đậu đậu, bỏ cái này ra đã. Tự nhiên đấu vào thôi xong, mất tay. Hết chế. Và bây giờ mình sẽ cấp điện này. Nhớ đâu nó đang ở cái mức mạnh. Ờ à, đúng rồi, đúng mức mạnh luôn này. Anh em nhìn dây này, vũ trụ ơi, fail fail. Bắt đầu mình sẽ vặn lên cho nó đỏ dần này. Đấy, đó, 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 phê chưa, phê chưa. À, mức đỏ bình thường này, vặn lên phát này. Đấy. À, nóng phết. Kẹo nào nghĩ cách chế máy sưởi và dây máy so đấy anh em ạ. Đấy. Thực sự là về cái mấy cái chợ chợ thuần này anh em cứ chạy tẹt. Ra này chả thấy gì, vẫn mắt lẹm này. Còn chạy động cơ thì mình thấy nó nóng hơn. Bởi vì cái này nó cũng tải chả bao nhiêu, dòng ăn không bao nhiêu. Cho cái điện trở nó nhỏ tí nữa thì nó sẽ nóng hơn. Rồi. Thì cái mạch này anh em nên hoạt định ổn định. Mình hoạt định ổn định trong cái vòng tầm 5 đến 7A thôi nhá. Anh em không nên cho lên cao quá thì chan nó hơi nóng. Chạy motor 75 thì được luôn. Rồi rất khỏe luôn. Lắp thêm chan thì lại không còn gì để chơi nữa. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để cho mình và nhận thông báo từ các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp các bạn. Thấp nhất là 0.8V này. Bên mình sẽ điều chỉnh lên từ từ này. Đấy, lên khá là đều luôn nhá. Nó nhảy các chỉ số sau khá đều. Nhưng không nó cứ nhảy cái số trước phải trước 13579 thì thôi. Mạch này nhảy đấy. Nói chung là cái mạch này quá được rồi anh em ạ. 55 con chan mà thôi, chiến tất cả mọi thể loại. Lên được 10.7V. Đấy. Rất là hay đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì mình sẽ ứng dụng vào cái mạch này. Ứng dụng cái mạch này vào khá nhiều cái loại nguồn này, rất là tốt. Sử dụng khi mất điện, muốn điều chỉnh nhiệt áp thì chơi cái này. Còn bình thường khi có điện thì mình sẽ sử dụng các cái nguồn tổ ong nó có sẵn điều chỉnh nhiệt áp luôn, tội gì phải lắp vào cái này. Thì lắp thêm hàng chan chạy cho sướng. Chào anh em nhé.